Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay đây thì mình đang ngồi với chị Nông Phương, là một học viên cách đây 5 năm về trước học về cái việc mà chúng ta xây dựng cho mình một cái thương hiệu ở trên Internet. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một vài cái chia sẻ của chị Nông Phương nha các bạn. Xin chào cả nhà, rất là vui hôm nay được gặp Linh ở tại nhà của mình. Và các anh chị biết rằng là lúc trước đó, thì Phương là gặp cái khó khăn rất lớn. Đó là thứ nhất, mình đi nước ngoài về, mình nghĩ rằng mình có học thức cao, mình có một cái bằng cử nhân từ Oxford, là một trong ba cái đại học hàng đầu thế giới. Mình nghĩ là mình có rất nhiều điều hay để chia sẻ, nhưng không hiểu sao những cái điều mình nói ra không ai nghe, và nó cũng không chạm được đến ai, nó cũng không giúp được và không có gia tăng được giá trị gì cho ai. Thứ hai đó, khi mà Phương đi làm kinh doanh thì mình không có kinh nghiệm, và vì vậy mình có những cái sản phẩm rất là tốt, có thể nói chất lượng là quốc tế, nhưng mà mình cũng không có khách luôn, và không biết là sao có thể đưa đến tay của những người khách phù hợp. Cho nên là khi được gặp Linh thì cái sức mạnh lớn nhất Phương được học đó là sức mạnh của content, tức là nội dung. Khi đó Phương hiểu rằng nội dung hay không phải là do mình tài năng, mình nói giỏi hay là do mình biết nhiều, đúng không ạ? Mà nội dung hiệu quả thì làm sao để ra cái nội dung hiệu quả, mình học được rất nhiều, mà cái điều đó ngay cả trường lớp ở Oxford hay là ở Anh cũng không dạy được cho mình. Và đặc biệt khi mà học với Linh xong thì mình biết cách làm việc với mọi người hiệu quả hơn, đi được từ trái tim đến trái tim. Và như vậy không chỉ có là tìm được cái người khách hàng phù hợp, còn tìm được những cái đội ngũ đó, tức là những cái thành viên trong đội nhóm mà cùng cái giá trị của mình. Cho nên đó, các bạn biết rằng làm việc với Linh thì không dễ dàng. Phương sẽ nói trước điều này, nhưng nó rất là xứng đáng. Tại vì nó không chỉ là chúng ta học cách làm việc, học cách kiếm tiền, mà chúng ta còn rèn luyện được cái phẩm chất của cá nhân mình đó. Và thông qua đó mình mới đạt được những thành công rất là lớn mà mình mong muốn. Ok, cảm ơn chị Nông Phương đã có một vài chia sẻ với tất cả chúng ta. Ở đây thì mọi người, chúng ta đang học về cái việc mà để chúng ta có được những cái kịch bản, hàng triệu lượt xem, hàng triệu cái lượt follower ở trên mạng xã hội. Chúng ta chỉ cần mời Linh một bữa ăn trưa thôi. Với chi phí của một bữa ăn trưa là chúng ta sẽ học được là 5 ngày. Từ việc mà chúng ta chọn chủ đề đòn bẩy để chúng ta tạo ra sức bật ở trên Internet. Cái thứ hai đó là chúng ta có được những ý tưởng để có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và cái thứ ba đó là khi mà chúng ta có ý tưởng thì chúng ta phải làm nó thành một cái kịch bản để có hàng triệu lượt xem. Và ngay kể cả khi trước đây chúng ta chưa bao giờ viết kịch bản, kể cả trước đây chúng ta chưa bao giờ làm video, thì chúng ta vẫn có thể làm được cái điều đó. Và anh chị biết rằng là bây giờ chị Nam Phương nói chuyện rất là tốt đúng không? Rất là năng lượng đó. Thì chị Đăng Vương cũng có thể tạo ra những cái content, tạo ra những cái nội dung và để thu hút được, để mà bán được hàng nó nhiều hơn và tạo ra cái dân số nó đột phá hơn. Và bây giờ chị Đăng Vương đã có dân số hơn ở 30 quốc gia ở trên toàn thế giới, nó không phải còn lại ở Việt Nam. Trong lúc đó 5 năm trước là cứ mày mò ở Việt Nam là mãi không xong. Dạ. Thì chị Đăng Vương có chia sẻ gì với mọi người về việc mà chúng ta có nên tham dự cái chương trình này không? Cái này thì là chủ đề yêu thích của Phương các anh chị, bởi vì có thể nói rằng ngày nay á, cái sự hiện diện cũng như là cái tầm ảnh hưởng của chúng ta trên mạng xã hội là cái tài sản lớn nhất của con người. Nó không đơn thuần là nhà cửa, đất đai, xe cộ nữa. Cho nên là chúng ta có làm kinh doanh gì Phương không cần biết, nhưng nếu không có sự hiện diện, nếu không có sức hút và không có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội thì sẽ không bao giờ có thể đi bền và đi xa được. Cho nên rằng á, cái người mà có cái công thức để chúng ta làm cái việc đó nhanh nhất, hiệu quả nhất, mà thậm chí là đã được chứng minh trong thực tế thì đang ngồi ở đây. Cho nên là nếu các anh chị không nhanh chân thì Phương sẽ là người đầu tiên mà Linh đi ăn trưa trước. Thôi, người quen lấy giá mình thôi nha. Ok. Thì một cái câu hỏi làm thế nào để chúng ta biết rằng là cái chương trình này có hiệu quả hay không, đúng không? Đó là hãy nhìn vào kết quả của người làm chương trình này. Đó là kênh của Linh TikTok là hơn 3,7 triệu lượt follower. Và Linh làm cho vợ Linh chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đó là 2,9 triệu lượt follower. Và Facebook là một cái mà mọi người nói rằng để đạt được 1 triệu follower đó là một điều rất là khó nhằn, đúng không? Nhưng chỉ chưa đầy 6 tháng thì Linh đã xây cái kênh của mình đã có đạt 1 triệu lượt follower ở trên Facebook. Đó, và bên cạnh đó là YouTube cũng là có hơn 100.000 lượt follower, có là nút bạc đấy. Vậy thì, và cái điều đó không phải chỉ dừng lại ở Linh, mà đội nhóm của Linh, vợ của Linh, tất cả mọi người chúng ta đều làm được điều đó. Thì bây giờ đến lượt của chúng ta hãy click vào cái đường link bên dưới, chúng ta đăng ký và mời Linh bữa ăn trưa để chúng ta học 5 ngày này nha các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Cảm ơn chị Nam Phương rất nhiều. Yeah.